Xin mến chào tất cả quý vị các bạn, rất vui mừng khi gặp lại quý vị các bạn trong cái video clip lần này. Em lại rất vui mừng hạnh phúc khi được nhắc nhanh một đôi loa Bose 301 series 3 hàng Hồng Kông Trung Quốc, vân gỗ đẹp mini, cho tất cả bà con xem cái vỏ gỗ đẹp của cặp Bose 301 series 3 Hồng Kông này. Đây là những chiếc vỏ vân gỗ đẹp mini. Và cũng một số bác hay hỏi em rằng con này có phải là hàng ở Việt Nam mình làm hay không, thì em xin khẳng định trong cái video này là hàng Hồng Kông Trung Quốc mọi người nhé, chứ không có hàng Việt Nam mình làm. Đó là khẳng định. Và để test cho khách là em test đi Khánh Hòa, thì em test cho bà con mình để nghe thử luôn, thì em xin phép bật đoạn nhạc mạng. Đoạn nhạc mạng để cho mọi người cùng nghe đánh giá chất âm của đôi loa Bose Hồng Kông này, và cũng tiện thể gửi đi cho anh trong Khánh Hòa, thì xin chân thành cảm ơn anh đã tin yêu cửa hàng, và em xin phép dừng cái video này đây. Xin chân thành cảm ơn tất cả bà con mọi miền tổ quốc đã theo dõi video của Huấn Audio.